Em xin chào cả nhà nhá. Em chào tất cả những ai đang xem video của em. Hôm nay em làm cái video để gửi tới anh Dũng Trần với em Thành Nguyễn về cái cách cắt chân giò và chặt chân giò nhá. Thì hôm nay lại được gặp mọi người rồi. Nói chung là ở chỗ em hôm nay vào vụ hái cà phê, nó hơi bận. Hôm nay thì em rảnh cảnh em lên clip nói chuyện với anh em tí. Thì gửi lời cảm ơn đặc biệt tới anh Dũng với em Thành, có những người bạn, rồi tất cả những anh em mà cũng cùng quan điểm, cùng cái cảnh ngộ mà đang phát triển cái kênh của mình. Đến hiện tại thì nó chưa có kết quả đó, nhưng mà cái giá trị đặc biệt của em ấy, của cái kênh của em ấy, của anh em thì em không biết, nhưng mà cái giá trị đặc biệt là em từ cái kênh của em mà em biết được, em kết bạn được với một số anh chị em từ những nơi rất là xa, ở tỉnh Lào Cai, ở tỉnh Đắk Lắk đó, miền Tây đó. Thì đấy mà cái giá trị đặc biệt nhất của mình đến hiện tại. Còn về lợi nhuận thì hiện tại thì chưa có. Nói chung là còn phụ thuộc vào khán giả, những người xem video người ta ủng hộ mình nữa thì mình mới có được cái thành công. Còn không quan trọng thì có hay không thì cái đó thì về tương lai đi. Còn bây giờ hôm nay ở đây thì em chỉ xin nói đến là em xin gửi lời cảm ơn tới, đặc biệt tới những người bạn mà em mới quen từ cái kênh của mình. Sau đó thì anh em kết bạn Facebook cũng đã nhắn tin qua lại nói chuyện tâm sự rất là nhiều. Thì cũng đã có những cái cuộc hẹn để mà anh em có một cái cơ hội nào đó để được gặp nhau. Có thể là anh em vào tới nhà em, tới chỗ em, hoặc là có thể là em sẽ tới chỗ anh, hoặc tới chỗ chị, tới chỗ em. Đó. Thì hy vọng một ngày rất là gần để mình có thể gặp được nhau, để mình có thể chia sẻ với nhau về cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Thì chuyện giàu nghèo ở trên thế gian này thì mình bỏ qua hết. Thì quan trọng là anh em mình có được cái tình cảm, có được cái người bạn nó chân thành, thật sự đáng quý. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, thông qua đây thì em xin cảm ơn một lần nữa. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và những anh em nào đang xem video mà chưa đăng ký kênh ấy, thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Rồi em xin được phép bắt đầu video tại đây. Đây là cái chân trước. Mình cắt, anh em để ý đây này, thì nó có cái gối này là cái khớp của nó. Thì ở bên này nó có cái võng ở đây này, đó, cái nó cũng đây. Thì mình cắt như vậy, mình cái chẹo ở đây mình cắt thôi. Bây giờ sẽ cắt vào. Đấy. Như vậy là mình cắt vào cái khớp này. Đó. Đấy, vậy như em thì chỗ em thì em cắt to ra một chút, thì em cắt né cái khớp này ra. Nói chung là cắt vào cái xương của nó là mình chặt thôi. Mình cắt cho nó tròn đẹp tí, khỏi xấu cái thịt của mình. Đây, thì mình chặt ra. Đúng ra thì mình cắt chỉnh trên này tí vào đúng cái chỗ này này. Nó có cái khớp của nó ở đây, thì mình cắt từ cái khớp đó ra. Nhưng mà như vậy cái chân giò của em nó bé, nên là cắt như vậy để cho nó đẹp cái chân giò. Đây là cái chân trước nhá. Và cái chân sau thì em sẽ làm cái chân sau cho mọi người xem. Đây này, em đã ra thịt, em lọc em chặt ra rồi. Bây giờ nó có hai cái mình cần nói ở đây, có nghĩa là cái khớp đây,
thường ấy, thì mình tháo cái khớp này. Đó. Mình tháo như vậy ấy, thì cái chân giò của mình nó sẽ to. Mà tháo vào trong này ấy, trong này nó cũng còn một cái khớp nữa. Thì mình tháo vào trong này thì cái chân giò của mình nó nhỏ quá. Đó. Nó hơi bé. Đó, mình tháo ở đây, mình tháo vào cái khớp này thì nó to với chân giò, nhưng mà nó sẽ xấu sang cái miếng thịt của mình đi. Đó, mình sẽ chiết nạm vào cái cục bắp này. Mình sẽ ăn vào cái cục bắp này, nó sẽ xấu cái miếng thịt. Đó, nên mình căn làm sao vào giữa. Giữa cái ống này mình chặt một phát. Đó. Thường thì người ta làm như vậy, chứ còn không ai tháo kiểu này thì sẽ chân giò sẽ xấu đi, hoặc là tháo vào đây thì cái bắp thịt của mình nó cũng sẽ xấu đi. Đó. Thì cái cách để thường thường là người ta làm là người ta chặt như vậy để làm sao cho nó đẹp cả hai bên, cái chân giò cũng đẹp mà cái cục bắp thịt của mình nó cũng đẹp luôn. Đó. Rồi đây là cái chân sau nhá. Cái chân sau thì ở giữa chỗ này này nó có cái khớp, mọi người nhìn cũng thấy là nó có cái cục nó nổi ra này, thì mình cứ đè vào đây mình cắt này. Ví dụ mà cắt mà nó vấp thì mình có thể lách cái lưỡi dao nó ngược lên hoặc là nó đi xuống một tí. Nói chung mình luồn con dao, mình luồn lách làm sao để cho nó đi vào đúng cái khớp của nó. Nó sẽ ngọt giống như mình cắt cái giấy vậy đó. Nó không có đụng vào cái xương cho nên mình cắt đó. Nó vào trúng cái khớp của nó này, cái sụn này. Là mình cứ lựa con dao thôi. Ở đây nó cái cục mình lựa dao mình cắt. Đó, ở đây. Rồi đây là cái khâu chọc từng miếng nhé. Cái này ấy thì khách người ta có nhu cầu mình thui sạch, mình làm sạch sẽ, thui xong cạo rửa sạch sẽ xong ở đâu chọc ra cho người ta về người ta nấu bún đấy. Đó. Rất là đơn giản thôi. Dao cứng, dao con dao chặt xương thì nó khoảng độ từ 8 lạng cho tới 1 ký, 1 ký rưỡi tùy vào lực tay. Cái này là bà xã em chặt thì tùy người ta thích to thì để to, mà thích nhỏ thì to. Mình cứ chặt ra từng khoanh như vậy, người ta nấu bún chân giò hoặc là hầm thuốc bắc làm các kiểu, thì món chân giò này làm được rất là nhiều món. Đấy. Vậy thôi, đơn giản có vậy thôi ạ. Mời video của em bên đây thôi. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.